Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một sáng là Univer nhận token UniV nè các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video và chấm start chatbot nè. Rồi, mình sẽ get được 800 token. Mỗi lượt get thì nhận 150 token. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow fanpage Twitter nữa nè. Mạng yếu quá, trên Twitter các bạn theo dõi các bạn, gọi bạn bắt up lên nè. Tiếp tục follow Twitter kênh thứ hai của nó nè. Rồi tiếp tục retweet nè, bán like nè, các bạn test lại nè, gọi bạn bắt up lên nè. Tiếp tục join kênh seller nè, subscribe YouTube, join kênh group nè. Cho hết nha mọi người. Rồi, các bạn bắt up lên các bạn. Rồi bấm nút chat nè. Rồi bấm join này drop. Rồi, các bạn bấm một submit đi tên các bạn. Chương trình này drop này nó sẽ end vào ngày 18 tháng 7. Và phân phối vào ngày 20 tháng 9. Rồi, submit đi tên các bạn. Rồi, các bạn điền lưu username Telegram các bạn đã join rồi drop nè. 2, 4, 5. Rồi tiếp tục cái đường link profile Twitter mình đó các bạn. Bạn nhập vào anh cùng, nhập vào một hồ sơ, nhập vào anh cùng, nhập vào chia sẻ này. Bạn sẽ chép liên kết nha các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nè. Tiếp tục còn gửi địa chỉ bên bi sao mát trên bet 20 trên chiếc chocolate của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi, rồi gửi cho bot. Rồi, hỏi subscribe kênh Telegram không đòn nha bạn. Rồi, tiếp tục mà gửi lên link tweet nè. Đây là bài nào ta? Rồi, đúng rồi, cái bài này nè. Thì bạn mở Twitter tất cả bạn ra nha bạn. Các bạn nhấp bắt anh cùng, nhấp vào mua hồ sơ nè. Các bạn bấm vào chia sẻ nè. Các bạn sẽ chép liên kết nè. Gửi cho bot nè. Rồi bấm ba lên chi để chết số cộng kiếm được các bạn. Mình đã nhận được 800 token Univer. Bấm ghép liền đến ghép chia sẻ trong bè người thân để kiếm thêm token nha các bạn. Như video này cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.